Hello everybody, welcome to my class Learning Vietnamese with V. Chào mừng các bạn đến với lớp học học tiếng Việt với V của mình. Buổi trước thì mình đã giao bài thực hành số 10 là một bài về nhà. Các bạn có đã làm bài về nhà chưa ạ? Okay, last time I gave you a homework, a practice 10 as a homework. So did you do the homework? Hopefully you did, okay. I really hope that you did. Okay, today we will continue our practice. Và chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập các cái bài đã học thông qua mình làm các bài thực hành nha. Okay, let's continue. Thực hành 11, practice 11. Sắp xếp lại các từ ngữ để tạo thành câu. Rearrange those words to make a correct sentence. Okay, number one. Bà Hoa, y tá, phải không là? So, what is the correct sentence here? Bà Hoa là y tá, phải không? Okay. Number two. Bác sĩ là, phải không, anh Bình? Okay, so what is the correct sentence here? Anh Bình là bác sĩ, phải không? Okay. Bà lái xe, anh Nam là. Và câu đúng là gì? The correct sentence is anh Nam là lái xe. For, số 4. Phải không, giáo viên là chị A? Okay, so the correct sentence, câu đúng là gì ạ? Chị là giáo viên, phải không ạ? Okay. Five. Số 5. Phải không, sinh viên, cô là? Và câu đúng là cô là sinh viên, phải không? Are you a student? You are a student, aren't you? Okay. So please remember the tag question with the word phải không, we put at the end of the sentence. Okay. Number 6. Số 6. Không phải kỹ sư là tôi. Okay, so the correct order should be, và cái thứ tự đúng là gì ạ? Tôi không phải là kỹ sư. I'm not an engineer. 7. Số 7. Không phải nhà báo là ông ấy. Và câu trả lời đúng là ông ấy không phải là nhà báo. He's not a journalist. Số 8. Nội trợ, người nội trợ không phải bà ấy là. Và câu đúng là gì? Bà ấy không phải là người nội trợ. She's not a housewife. Số 9. Học, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi ở. Và câu trả lời đúng là gì? The correct sentence should be tôi học ở Đại học Quốc gia Hà Nội. I study at Hà Nội National University. Okay. It's quite easy if you already studied last time lesson. Okay. Keep practicing. Keep learning and practicing. Thực hành 12. Practice 12. Chọn câu thích hợp, điền vào chỗ trống. Okay, let's take a look at the table. Anh Nam là sinh viên. Ông Lâm là nhà báo. Bà Mai không phải là y tá. Chị Hoa không phải là thư ký. Ông làm nghề gì ạ? Okay, and in this column, bà ấy là bác sĩ. Tôi là kỹ sư. Ông ấy làm việc ở báo Thanh Niên. Anh ấy học ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Chị ấy là ca sĩ. Okay, and the first one is done for you. Anh Nam là sinh viên. Anh ấy học ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Okay, Mr. Nam is a student and he study at Hà Nội, the National University. B. Ông Lâm là nhà báo. So,
It should be matched with number 3, right? Ông ấy làm việc ở báo Thanh Niên. Mr. Lum is a journalist. He works at Thanh Niên Press. Okay, Thanh Niên Press. C. Bà Mai không phải là y tá. Bà ấy là bác sĩ. Okay, number 1, C1. Mrs. Mai is not a nurse. She is a doctor. Bà Mai không phải là y tá. Bà ấy là bác sĩ. D. Chị Hoa không phải là thư ký. Chị ấy là ca sĩ. D. 5. Okay. Miss White is not a secretary. She's a singer. Chị Hoa không phải là thư ký. Chị ấy là ca sĩ. E. Ông làm nghề gì à? What is your job? Right? Ông làm nghề gì à? E thì đi với gì ạ? Số 2 đúng không ạ? E, 2. Số 2 là tôi là kỹ sư. Ông làm nghề gì ạ? Tôi là kỹ sư. Okay. That's quite easy. Okay, let's move on to the B. And there are conversations. And let's try to complete these conversations. A. Tôi đi học. And the first sentence is done for you. Number 2. Chào anh đi đâu đấy? Tôi đi học. Okay. B. And so what is the question? And the answer is, câu hỏi là gì mà để mà câu trả lời là không phải ông ấy là cảnh sát. No, he isn't. He is a policeman. Okay, let's take a look. Maybe this one. Okay, 4. Ông ấy là nhà báo phải không? Right. 4. B. Okay. Ông ấy là nhà báo phải không? Không phải. Ông ấy là cảnh sát. Is he a journalist? No, he isn't. He is a policeman. C. The answer is, câu trả lời là bà ấy là thư ký. She is a secretary. And so the question should be 5. Okay, số 5. Bà Lan làm nghề gì? What is Mrs. Lan's job? Okay, bà Lan làm nghề gì? And the answer và câu trả lời là bà ấy là thư ký. D. What is the question? And given the answer is, tôi làm việc ở bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. I work at Ho Chi Minh City Post Office. Okay, so the questions should be 3. So 3. Anh làm việc ở đâu ạ? À? Right? Anh làm việc ở đâu ạ? À? Tôi làm việc ở bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Okay. And what is the question? Câu hỏi là gì? Để mà câu trả lời là vâng, tôi là bác sĩ. The answer, given the answer is vâng, tôi là bác sĩ. So, the last one. Okay, the question should be, câu hỏi sẽ là xin lỗi, ông là bác sĩ phải không ạ? Excuse me, are you a doctor? Are you a doctor? Xin lỗi, ông là bác sĩ phải không ạ? Vâng, tôi là bác sĩ. E, 1. E, 1. Okay. Thực hành 13, practice 13. Điền các từ sau đây vào chỗ trống thích hợp. Okay. Fill in the blank with the suitable word. Y tá làm việc. Tên. Xin chào các bạn. Tôi tên là Mai. Tôi là y tá. Tôi làm việc ở bệnh viện Việt Đức. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, after this lesson, you should speak at least 4 sentences. Introduce yourself. Okay, and please just take this text as an model, as an example. Xin chào các bạn. Tôi tên là Mai. Tôi là y tá. Tôi làm việc ở bệnh viện Việt Đức. Okay,
Practice 14. Dùng các từ chỉ nghề nghiệp để hoàn thành các câu sau. Use the vocabulary of job, okay, to complete these following sentences. Okay. The vocabulary of jobs. Number one. Cô Thu là. Okay. And there are so many options, so many variables here. And I will give you one option as for example. One. Cô Thu là y tá. Anh Nam là nhà báo. Ông Lâm không phải là lái xe. Xin lỗi, cô là giáo viên phải không ạ? Xin lỗi, bà là kỹ sư phải không ạ? Chị là hướng dẫn viên du lịch phải không ạ? Okay, I know that now you know a lot of words about jobs. So it's up to you to fill in these blanks. Okay. Thực hành 15. Trả lời các câu hỏi sau. Practice 15. Answer these questions. Number 1. Số 1. Bạn làm nghề gì? Bạn làm nghề gì? What's your job? Với bạn làm nghề gì? So the answer should be like tôi là giáo viên. Tôi là giáo viên. Okay, please answer your job here. Tôi là giáo viên, for example. Number 2, số 2. Bạn học ở đâu? Okay, if you're a student, right? Bạn học ở đâu? Tôi học ở Đại học Quốc gia Hà Nội, for example. And if you're not a student, you are working. Bạn làm việc ở đâu? And the answer should be tôi làm việc ở trường Đại học Huế, for example. Tôi làm việc ở trường Đại học Sài Gòn, for example. Okay, tell me the place. Tell the place you work or study, you're working or studying here. Okay, easy, right? Thực hành 16. Viết chính tả. Okay, it's writing. It's writing. And please practice 16. 16 is your homework. Please take out your pen and note and write these sentences down. Write these sentences into your notebook. Okay. Cô Mai không phải là giáo viên, cô ấy là sinh viên. Cô ấy học ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Okay, Miss Mai is not a teacher, she's a student. She studied at Hà Nội National University. Okay. Cô Mai không phải là giáo viên, cô ấy là sinh viên, cô ấy học ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Okay. And you just complete all the practices to the grammar that we studied last time. Okay, now let's move on to the part 6 of the lesson. Speaking, okay, or pronunciation. 6.1, phân biệt các nguyên âm E, E, O, O. Distinguish between E, E, O, O. Okay, how to pronounce it? E, it is the same like in English. We have energy, envy, right? E, it's just the sound E. E, E, like when you pronounce great, but you just pronounce half of it, A, A. But just half of it, not A, just A. You don't pronounce the E sound, the ending sound E, no, just A, right? A, A, A. Okay, A, A. And as for or, like lot, lost, post, or, okay, it's or. And what about O? O is like when you pronounce O, cold, coast. Okay, cold. When you pronounce O, but you don't pronounce the little half, the ending
U. You just pronounce half a bit. O, 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 right? O, O. Okay, hope you get the idea. E, E, O, O. Okay. Practice 17. Phát âm các âm tiết sau, chú ý phân biệt nguyên âm. Pronounce these syllables and please pay attention to distinguishing these vowels. And now let's do some spelling. Okay, do you remember how to spell a word in Vietnamese? Okay, let me show you how again. Vè, V-E-V, Huyền vè, V-E-V, Huyền vè, vè, vè. M-E-M-E, Huyền mè, M-E-M-E, Huyền mè, mè, mè. E-N-N, B-N, Ben, sắc bén. E-N-N, B-N, Ben, sắc bén, bén, bến. E-T-S, K S kết sắc kết. E T S K S kết sắc kết. Kết kết. E T S M S mét nặng mệt. E T S M S mét nặng mệt. Mệt mệt. B E B hỏi bè. B E B hỏi bè. 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 L e lè ngã lễ. L e lè ngã lễ. Lễ lễ. V o vo huyền vò. V o vo huyền vò. Vò vò. M o mo huyền mò. M o mo huyền mò. Mò mò. O n on. Bờ on bon sắc bón. O n on bờ on bon sắc bốn. Bón bốn. O t ot cờ ot cốt sắc cốt. O t ot cờ ot cốt sắc cốt. Cốt cốt. O t ot m ot mót nặng mọt. O t ot M ốt mốt nặng một. Mọt một. B o bo hỏi bỏ. B o bo hỏi bổ. Bỏ bổ. G o go ngã gõ. G o go ngã gỗ. Gõ gỗ. Okay. So what do you think? How do you feel? Hopefully the spelling will help you a little bit in learning the pronunciation. Okay, let's say it again. Let's read it again. Vè, vè. Mè, mè. Bén, bến. Kết, kết. Mệt, mệt. Bè, bè. Lễ, lễ. Vò, vồ. Mò, mồ. Bón, bốn. Cót, cốt. Mọt, một. Bỏ, bổ. Gõ, gỗ. Okay, and I think that's it for today. And next time we will continue our pronunciation lesson and do some more practice, okay? Please don't forget to do your homework and keep practicing. Okay, thank you for watching and see you next time.